rửa kính này. Một cái lát cleaner này, cái nước rửa kính. Là nước rửa kính là gì? Em rửa xe xong, em phải lau kính bên trong xe với khách hàng. Lau bên trong xe với khách hàng. Và em đổ trực tiếp vào nồi cơm của khách hàng. Bán cho khách hàng luôn. Cái này là tỷ lệ 350 lít. Một lít dung dịch 35 lít nữa. Sản toàn bộ nhá. Toàn bộ cái sản phẩm 3D là hàng dung dịch này là hàng của Mỹ. Tất cả những dịch có thể có nhất là VOC, là chất hữu cơ dễ bị hơi, sản phẩm dùng nước và thân thiện môi trường. Đấy. Tất cả những sản phẩm này là gần 90% sản phẩm là sinh học được đấy. Em dùng cực kỳ an toàn. Sắp đổ lên rồi này, anh bàn giao cái hộp để gọn lại chỗ để cắt hộp đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
Thôi mà đây cười anh cả. Đẹp trai. Thank you.
100 và 01. Brand Grab là sản phẩm này là chuyên để tẩy động cơ. Lọ cái này cũng làm bồ lọ tẩy động cơ. 100 này. Brand Grab. Tẩy động cơ. Đây là sản phẩm đây là một cục chín tẩy lỉ. Tẩy lỉ tất cả những ghế lỉ này, chân lỉ này. Còn là nhiều khi em tẩy động cơ ấy, có một phần cái này nó tẩy cái nhơn mà, tẩy dầu mỡ, tẩy nhơn. Em sẽ kết hợp thêm với tẩy động cơ nha. Em sẽ kết hợp cho em, nó sẽ vào rất nhiều việc với nhau. Thế cả một cái nữa là gì? Trên cái xe của em đi buổi chiều tối ấy, em thì bây giờ cái sắc côn trùng chết trên bề mặt rất nhiều. Nếu xử lý được xe không hết được, thì nó sẽ tẩy được cái sắc côn trùng cho em luôn. Đấy. Hoặc là những cái cố nhựa cây ở trên bề mặt là em rửa không hết được thì em lấy cái em lau hết luôn. Sẽ tẩy dùng cái này với nhau. Một một hai này, LVP Cleaner, mã sản phẩm này là chuyên tẩy da, nhựa, cao su bên trong nội thất, đúng không? Tẩy lỉ và tẩy da. Tẩy lỉ đấy thì là Ori Cleaner ấy, tẩy lỉ và tẩy da. Sản phẩm này là chuyên dưỡng động cơ. Và những xe em có những xe cơ cấp của em ấy, em nhìn cái quy trình này, em nhìn quy trình này nó khó này. Khi từ xa là cái sản phẩm ướt ra cái rè như nó quay từ ngoài và dùng cái đấy hoặc là cái này dùng lại được. Em từ ngoài em nhìn này, nó chống UV, cái UV này. Như ở bên ngoài em bình thường, những dòng xe bình thường em nhìn này, đi tầm 125 nhưng mà hạng hết em xuống lên thì cũng tạm cái này em nhiều việc vào đúng ra cái này rất là lốp, nhưng anh nhiều khi chỉ cần em lên cảm thấy là cái tin cái phần dưỡng động cơ thì là có hai cái dưỡng động cơ đấy, biết chưa? Những cái con động cơ em cố màu xanh cần lốp treo nó kín lên đủ lên, và những cái dầu lốp cần rất bình thường, nó không bị quá ố màu sắp bên dưới. Nếu bình thường xe nó cũ quá thì lên lớp 73 là, với những cái lốp cũ quá thì sẽ dùng cái này thì nó tăng cái lớp phủ dày hơn, được chưa? Đấy, cái này lớp phủ nó mỏng hơn. Dưỡng là cả lốp. Chúng ta cùng này là dưỡng tôi sẽ cả lốp luôn. Nhưng với cao cấp em là người dưỡng lốp là gì? Dưỡng lốp là giúp để lốp không bị lao quá. Với đây em là gì? Em đen lốp, đen lốp không bị dưỡng lốp luôn. LVP Femicilo là cái sản phẩm này là chuyên để da nhựa cao su bên trong nội thất xe. Dùng khăn, dùng chai nhỏ hết thì chiếc này là khăn to ra da nhựa cao su tắt luôn bên trong nội thất trong văn ô z này chai nhỏ đây nghe rồi nhá, ô z chai nhỏ vâng một cái chiếc khăn to đấy nhá. Thế không có can chứa chai đâu, nó đang xịt. Nhưng mà giặt can thì nó
lại không xin có cái vé được không? Thế 911 này mua kia đi rồi. Trên này nó bói rồi. Mùi lộn mất rồi. Mua cherry rồi. Chiếc cái như này thì nó sẽ có hương chanh này, hương cherry này, mùi hương cả thằng kem, nhiều dạng hương lắm. Chứ là mình cứ lấy mình cái hàng nó thích mùi gì thì em phải lấy lên sau. Em lấy nhiều thì đầu tư tiền nhiều chứ mà lại trên thì giỏi ra em lại không dùng tiền nó vẫn thế khác nhau. Lớp cũng 301 là cái này là để dùng mình trong cái quá trình mình tay về mặt. Tay về mặt em dùng cái này. Tay về mặt em em làm mình bóng xịt vào để làm mềm phốt, làm mềm xi dùng này luôn. Người ghi cái anh nào đào tạo anh bảo ghi gì cũng không có ghi nào đào tạo anh bảo quay gần đây tí để nghe tiếng nói qua mà ngồi sau cái này này người C như này thì em đếm coi như là nhiều đứa dết à. Có những cái thành V2, đây là tẩy máy này, đây em sẽ làm với hai người mỗi người bên này, đúng không? Không ai truyền lẫn nhau này, đúng không? 112 này, bên mỗi người bên là Nguyễn Khánh này, hai bên là 2 can này, 109 là Lỉ này, thế là 713 là chỉ một tháng, vừa cho 19 và vừa cho 1 ở ngoài này, được chưa? Và khi mình trước xong mình xịt mình làm điểm này, 911 là hương cherry của mùi gần một tháng này. Các cái như vậy là hết tên là tập rồi. Xoay trái hết rồi. Dán trên này là có hết rồi. Cái hai cái này một đếm này, đếm như bao nhiêu? 2 này. 4 này. 6 này. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 14 bình. Sẽ đi kèm thêm 14 đầu. Em đếm lên 14 bình trả đầu luôn.
mình làm con trên một đường, sau này mình dùng một sáp được số này làm chung đấy. Thế ra cái này trước là cả trong đất được. Em muốn làm cái lửa phải dùng cái này làm. Thank you.
thì ba xem kia. Hai miếng lông kiều.